Mình đang kéo dây vào trong cho chú các bạn này. Phải kéo tít vào trong thì phun đến nơi được. Đây, thuốc của nó đây các bạn này. Rất nhiều loại luôn. Đây, bây giờ mình sẽ pha thuốc nha các bạn. Mình sẽ pha bình mới nha. Toàn thuốc độc không các bạn ạ. Cái này nó toàn chữ tiếng Trung, mình không biết là loại thuốc gì luôn á. Thuốc nó dính vào người, ngứa quá chứ. Ừ. Cái dây gì ốc nó xịt ra đó. Này chỉ mày đó. Sao sáng tao không có không biết. Chắc nó mới bị gì hay không? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đoàn Duy Thành Vlog, cuộc sống ở Đài Loan của mình. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ nha. Hôm nay thì chú cháu mình lại đi lên núi đi phun thuốc cho chuối các bạn ạ. Nay có mình với chú Trinh đi làm cùng thôi, còn mấy anh Tâm với anh Hiệp với lại anh Hòa thì đang đi bào chuối ở mấy khu đồi bên kia. Bây giờ là hơn 7 giờ sáng rồi các bạn ạ. Mặt trời đang lên rất là nắng rồi. Đây các bạn ơi, đây là cái xe hôm nay chú cháu mình đi phun thuốc này. Cái tiếng máy nó hơi to á, cái tiếng máy nổ máy hơi nó hơi ồn nên là các bạn thông cảm nha. Chú Trinh thì chú đang phun thuốc ở dưới kia. Mình với lại chú sẽ thay nhau phun. Chú phun hết một bình rồi sau đến lượt mình phun bình tiếp theo. Đây, đây là con xe ba bánh chú cháu mình hay lấy đi làm đi lên núi đây. Con xe này thì sẽ chở cái bình thuốc này các bạn này. Chú cháu mình sẽ pha thuốc xong rồi bơm nước vào trong này. Bình này là dung tích là 500 lít này. Một buổi chú cháu mình có thể phun 3-4 bình này các bạn ạ. Đây, thuốc chú cháu mình để đây. Ngày hôm nay là ngày thứ 3 chú cháu mình đi phun thuốc rồi. Đồi bên này cũng rất là nhiều chuối luôn. Đấy, tất cả toàn khu này là chú cháu mình phải phun hết này. Mình sẽ đứng ở ngoài và mình lái xe với lại mình kéo dây cho chú phun từ trong phun ra. Từ đây vào đấy rất là xa nha các bạn, cả 100 mét luôn á. Mãi tít trong kia kìa. Kìa, chú đang phun ở trong kia phun ra các bạn nhỉ. Nói chung thuốc này nó rất là nhiều loại luôn, mùi nó rất là ghê. Thuốc này nó trị sâu lá với lại kiến á. Nói chung là nó nhiều loại, vừa thuốc dưỡng quả vừa sâu lá, đủ loại hỗn hợp luôn. Phun thuốc này thì tối về ngủ rất là mệt các bạn ạ. Đấy, chú Trinh đấy các bạn. Chuối này đang trong đà phát triển cho nên là phải phun thuốc nha các bạn. Phun thuốc để chống sâu lá với lại thuốc dưỡng lá, rồi là thuốc chống kiến á. Bởi vì chuối rất là nhiều kiến luôn. Cái bình này 500 lít mà phun trong vòng có hơn tiếng nữa các bạn. Hôm qua thì phun xong ở mấy khu đồi bên kia rồi các bạn ạ. Nên là hôm nay hai chú cháu mình sang bên này. Chú cháu mình phun xong ở đây, ở trên này xong rồi đi nữa xuống dưới kia rồi. Cái chỗ mà hôm nọ chú cháu mình đi đẩy bã mía. Thế này có một cái ao cá các bạn này. Ao cá này bữa trước mình quay video cho các bạn xem rồi đấy. Cái khu bên này ngày trước mình với anh Tâm đi bắt dế ở đây này. Và cái ngày đấy chuối đang còn rất là bé luôn. Chuối công nhận nhanh tốt thật các bạn ạ. Từ giờ đến ra Tết sang năm là có khả năng là được thu hoạch chuối rồi. Mình đang kéo dây vào trong cho chú các bạn này. Xa quá, tại vì đường xa. Phải kéo tít vào trong thì phun đến nơi được. Cháu nổ máy nhá. Nổ máy hơi các bạn. Tại vì cái này phun thuốc là phải có máy hơi thì mới được. Được 2/3 bình rồi các bạn ạ. Cái này còn 1/3 bình thôi. Đây cái máy hơi này các bạn này. Mình phải nổ cái máy này lên để cho chú mới bắn được.
sắp hết thuốc rồi các bạn ạ. Cạn rồi. Đây các bạn ơi, hôm bữa mấy chú cháu mình mới giải bã mía này. Hôm nay lại đi phun thuốc. Hết một bình rồi, bây giờ chú cháu mình sẽ pha bình mới. Đây, thuốc của nó đây các bạn này, rất nhiều loại luôn. Năm sáu loại này. Đây, bây giờ mình sẽ pha thuốc nha các bạn. Mình sẽ pha bình mới nha. Rất nhiều loại. Toàn thuốc độc không các bạn ạ. Cái này cứ mỗi loại là bỏ một bình như thế này là mình pha nửa chai các bạn này. Cứ một chai như thế này là pha được hai lần. Chai này là đường các bạn. Chuối lại tưới cả đường. Cái này nó toàn chữ tiếng Trung, mình không biết là loại thuốc gì luôn á. Chỉ biết là thuốc nó chống kiến với lại dưỡng sâu lá với dưỡng quả thôi. Wow, mùi nó ghê quá. Mở nắp ra mà mùi kinh thật. Hai hôm nay đi phun thuốc này về là chú cháu mình ngủ như kiểu là người chích thuốc mê luôn á. Nó mệt, nó khó chịu trong người á. Nhưng mà bây giờ công việc cũng phải làm nữa chứ biết sao giờ. Còn đây là cái bột này các bạn, như kiểu xà phòng ấy, nhưng mà không phải, cái này là thuốc đấy. Mình vừa pha thuốc xong các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ, bình này mình sẽ phun thay cho chú. Mình đang đi vào trong. Đi vào trong mình phun từ trong phun ra. Nổ máy rồi chú ơi. Ok. Cháu mình lại đang pha thêm bình nữa các bạn ạ. Kéo nó bắn vào người độc không? Qua đi phun thuốc mà chú phải đi lên núi đi lấy thuốc nam để xông các bạn. Ở nhà mình đi phun thuốc cỏ nó một loại nó còn đỡ chứ nhỉ. Cái này nó pha hỗn hợp. Lớn quá. Nắng quá, trời càng ngày càng nắng, mặt trời lên cao lắm mà. Đây các bạn này, nước chú cháu mình lấy ở cái đường này. Mở điện chú ơi. Đấy, mở, chú sẽ mở công tắc cầu ra ở trên kia. Nước sẽ bơm vào đây. Đấy. Thế nào chảy đầy cái bình 500 lít này thôi. Các bạn nhìn này. Thuốc nó trắng xóa luôn chứ. 4, 5, 6 loại thuốc trộn chung vào. Mùi nó rất là kinh. Rất là độc. Nước trắng xóa như sữa luôn các bạn. Mùi kinh quá. Ok, giờ bên chú ơi. Đây rồi. Kiến này đụng thuốc hay gì dãy tê tê này. Dãy rồi, người đang còn say. Ôn nhớ chiều hôm qua nó lần. Hôm qua ta có gì vậy? Ớn quá, toàn thuốc độc. Biết là thuốc độc nhưng vẫn phải làm thôi nhỉ. Mũ đây chú mua là chú kiếm đâu ấy? Sư phụ tặng. Mũ kè. Thuốc nó dính vào người, ngứa quá chú. Cái dây ốc nó xịt ra đó, này chỉ mày đó. Sao sáng tao không có không biết. Trong nó mới bị dỉ hay không? Trời càng ngày càng lên cao rồi các bạn
nắng quá, bây giờ là hơn 10 giờ rồi. Phun nốt cái bình này là chú chó mình sẽ nghỉ về là vừa. Tóc tốt quá rồi các bạn ạ. Hôm nào phải cắt tóc rồi. Tóc quá tốt rồi. Mà mình, bọn mình ở trên rừng, trên núi đây thì như chả có đi chơi đâu cả. Nên thôi mình cứ kệ, mình để vậy. Khu dưới này là chuối với cau của người ta rồi. Còn tí thế kia người ta trồng thanh long rồi. Cau với chuối người ta trồng xen kẽ luôn chứ. Đây là khu của bên chỗ mình này, bên chủ mình. Còn bên này là của người khác. Ở đây thì có một con máy múc các bạn này. Con máy múc này là người ta múc đất thành từng bậc này để san đất trồng chuối cho bên chỗ chủ mình này. Máy rất là to luôn. Nói chung là có con máy múc này thì nó sẽ múc, nó san từng bậc một. Thì anh em mình làm chuối, nói chung vận chuyển chuối đến lúc mà đi đốn chuối thì nó sẽ đỡ mệt hơn nha các bạn. Chứ bên ở bên chuối cũ kia ấy, là nó lâu năm rồi, cho nên là đất nó ngày qua ngày nó mưa, nó sạt lở ấy, nên là nó rất là dốc. Đến lúc mình đi thu hoạch chuối, mình đi đốn chuối phát rất là mệt luôn. Phun xong rồi các bạn ạ. Chú đang rửa tay chuẩn bị hai đứa cháu đi về đây. Mát không chú? Thôi bây giờ hai chú cháu mình sẽ đi về đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nhá. Các bạn nhớ like và bấm đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều video nữa cho tất cả các bạn xem nhé. Còn bây giờ thì chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào các bạn chú ơi. Chào các bạn đi. Chọc bắt bắt.